Hello mọi người ơi. Em giới thiệu với mọi người một loại cây. Nhìn rất là độc lạ đúng không ạ? Đẹp nữa. Rất là đẹp mắt nha. Cây này là cây tổ yến nhá mọi người. Cây tổ yến này là một loại cây mà thuộc họ dương xỉ cùng với cả dòng dương xỉ luôn. Nhưng mà cái loại này thì nó lại kiểu là xoắn xoắn như thế này này. Tổ yến xoắn. Mà nó đẹp lắm mọi người ơi, nó độc đáo mà nó lạ theo cái điểm riêng của nó ấy, rất là khác biệt đó. Thì cái lá của nó này thon nhọn và nó rất là kiểu là đa dạng, đẹp nữa. Thì lá của nó mọc quanh và tạo thành một cái hình hình tròn và nó có thể đối giống như là một tổ chim vậy ấy. Đây này, đó, thấy không mọi người? Giống như tổ chim ấy. Thì cây tổ yến này là một loại cây mà ưa bóng và không khí đất ẩm đó về môi trường, và nó có thể làm cây cảnh nữa để trang trí nội thất này, văn phòng làm việc, không gian nhà ở của chúng ta, ban công, sân thượng đó mọi người ơi, rất là đẹp nha. Thì chị hãy cùng mình tìm hiểu về cái ý nghĩa này, cách trồng, cách chăm sóc, công dụng của cây tổ yến này nhé mọi người. Thì cây tổ yến này thì người ta còn hay gọi với cái tên khác là lan tổ yến, hay là tổ yến phụng, hay là dương xỉ tổ yến nữa. Nó rất là nhiều cái cách tên gọi khác nhau nhé. Và cây tổ yến này là một loại cây mà nó xuất xứ từ châu Á. Và cái cây tổ yến này thì có rất là nhiều ý nghĩa phong thủy, như là nó có thể mang đến cho chúng ta một cái niềm vui này, sức khỏe này, may mắn và rất là nhiều tài lộc nữa cho người sử dụng, những gia chủ mà có thể sở hữu được cây tổ yến như thế này. Và nó rất là phù hợp đối với những bạn mà tuổi Tuất nha mọi người. Và cây tổ yến này thì có công dụng là có thể là trang trí nội thất này, văn phòng làm việc, thanh lọc không khí và có thể hấp thụ được các cái loại năng lượng điện tử dư thừa độc hại tới con người, giống như ví dụ như là máy tính, điện thoại, tivi đó mọi người ơi. Mình sử dụng mấy cái thiết bị điện tử nhiều thì cây có thể nó sẽ thanh lọc không khí và phù hợp để làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong các cái dịp lễ đặc biệt, lễ Tết hay là sinh nhật đó mọi người ơi. Và vị trí để đặt cái cây này thì người ta thường hay đặt cây này ở phòng khách này, hành lang, bàn làm việc, hay là các cái văn phòng, bàn làm việc này, bàn học, cửa sổ, ban công, rất là nhiều chỗ để mình có thể đặt cây này nhá. Thì cây tổ yến này thì thường thích hợp để cho các bạn văn phòng hay sử dụng nhiều nhất đấy. Thì cây này thì cao tầm khoảng 4 đến 50 cm nhá mọi người. Đó, cây này thì thuộc dạng dương xỉ nên là lá của nó nhọn này, tạo thành hình dạng lá hoa thị giờ như thế này, và lá của nó mọc thành mấy cái vùng quanh xung quanh như thế này, tạo thành hình tròn cân đối. Đó, lá có màu xanh đẹp mắt và dài chừng khoảng 30 đến 40 cm, có màu xanh sẫm đậm ở giữa và có hình lỗ như kiểu là tổ chim ở giữa đây thôi. Đó. Thì tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh, cây này phát triển rất là tốt trong không khí cây thì ưa bóng râm đấy, không khí thoáng mát và dịu nhẹ nhá. Về cách chăm sóc của cây tổ yến xoắn này thì là một loại cây mà rất là ưa nước, ưa ẩm, nên là chế độ nước thì cũng phải phù hợp với cây, ví dụ như kiểu là mình cứ 2 ngày 1 lần đó. Vào những cái mùa mưa hay là mùa đông như thế này thì mình có thể giảm bớt đi lượng nước tưới cũng được, nhưng mà vẫn phải để cho đất nó phải ẩm thì cây nó mới có thể là phát triển tốt được và nó không bị khô nha mọi người. Về đất trồng thì mình sẽ chọn những cái loại đất như là thăng mùn nè, chất mùn và tơi xốp hơn để thoát khí và có thể giữ được độ ẩm cho đất là tốt nhất để cho cây có thể phát triển tốt nha mọi người ơi. Thì đó là một số cái thông tin về cách chăm sóc, cách trồng và một số cái ý nghĩa của cây tổ yến xoắn này, và một số cái lưu ý nhỏ cho mọi người khi mà mình trồng cái cây tổ yến này nữa. Thì
thì đó là tuy cái cây tổ yến xoắn này ưa bóng nhưng mà mình cần phải đưa ra ngoài nắng ánh sáng tối thiểu là 1 tuần 1 lần để cho cây có thể hấp thụ được cái ánh nắng của mặt trời và nó có thể quang hợp tốt hơn nhá. Thường xuyên lau lá đi để cho cây nó tránh bị sâu và bị hại cho cây nhá mọi người, và không đổ bã chè hay là bã cà phê vào chậu cây và luôn giữ cho chậu cây nó thoáng mát. Và cái mỗi tháng thì một lần mình nên mang chậu cây ra ngoài trời đó, và không đặt chậu cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Mình chỉ cần để ở cái chỗ nào mà nó râm và nó có ánh sáng phất phơ thôi mọi người ơi. Và khi mà chậu cây có xuất hiện những cái lá mà bị vàng, bị héo, bị úa và bị hỏng thì mình ngay lập tức mình phải cắt bỏ đi để tránh bị lây lan sang mấy cái cây khác nhá. Đó, thì cây này thì mình rất là phù hợp để mà để bàn các bạn mà lên văn phòng ấy mọi người, hay để cái cây này ở bàn này để cho cái không khí bàn làm việc của mình nó xanh mát và nó có thể giúp cho mình giải tỏa những cái áp lực trong những cái ngày làm việc mệt mỏi ấy, mọi người ơi, giảm stress cho mình nữa. Thì đó là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người về cái cây tổ yến xoắn này. Và mình xin giới thiệu với mọi người một loại cây nữa, đó là cây đợi mình xíu, mình sẽ kiếm một loại cây mà có thể hợp với mọi người. Đó là cây hạnh tiên thảo. Đây, khác với cả cây tổ yến xoắn này thì cây hạnh tiên thảo này là một loại cây mà nó màu tím, nó nhỏ nhỏ xinh xinh này, rất là phù hợp để bàn luôn ấy mọi người ơi. Thì cây hạnh tiên thảo này thì cái hình dáng của nó nhỏ này, từ cuống lá đến màu lá nó là màu xanh nha mọi người. Và cái lá của nó có hình trái tim như thế này và gân gân màu gân gân sần sần như thế này, rất là độc đáo và đẹp. Thì cây hạnh tiên thảo này thì là một loại cây thân thảo và nó mọc thành bụi như thế này này mọi người. Đó, lá của nó thì có hình dạng trái tim rất là đẹp mắt và bắt mắt, từ gốc, từ nó có thể mọc từ gốc lên ngọn luôn. Đó, màu tím rất là nổi bật và tạo cho cái cây một cái nét riêng rất là đặc trưng. Và cụm hoa là bông, nhưng mà cây này thì chưa có hoa, tại vì cái cây này là mini để bán nên thực ra thì nó có ra hoa đấy. Và cây của nó mọc thẳng đứng này, nổi rõ những cái đám dày đặc trên cây bên dưới như thế này nè mọi người. Cuống lá của nó rất là màu vừa hồng hồng mà tím tím nữa mọi người ơi, đẹp lắm, rất phù hợp mình để bàn nha. Hạnh tiên thảo này thì với cái hình dáng và màu sắc của nó thì mình thấy là cây rất là thích hợp trồng trong chậu, vì mình có thể trang trí cái không gian sống của mình vào để và làm việc đó. Và hạnh tiên thảo này cũng là một loại cây mà rất là dễ chăm sóc này, nó có thể phát triển tốt ở những cái nơi mà có đủ ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp là được mọi người ạ. Và nó cần phải duy trì cái độ ẩm cho cây bằng cái việc là mình tưới nước, có thể là mình sẽ tưới nước hàng ngày hoặc là 3-4 lần một tuần gì đó mọi người ơi. Tại vì cây kiểu là cây này nó ưa ẩm với mọi người, mình phải tưới nước để cho cây nó đủ ẩm, mà ẩm thì nó mới phát triển được tốt được mọi người ạ. Đừng để cho cây nó bị khô đất đi nhá, chỉ cần để cho cây nó ẩm là mình có thể để cho cây phát triển tốt rồi. Và cây này là một loại cây mà mình nghĩ là các bạn nên sở hữu cho mình cây như thế này để bàn nhá, vừa đẹp mắt này, vừa trang trí này, vừa tạo cái cảm giác của thoáng mát cho cái không gian làm việc của mình hay là phòng làm việc và cái chỗ mà mình để ở hàng ngày, ví dụ như là ở phòng khách, ban công đó. Lâu lâu mình thấy mệt mỏi nhá, mình có thể lấy cây ra mình ngắm ngắm, thấy nó ra nụ ra hoa cái là trời ơi, cái cảm giác của mình nó thoải mái luôn ấy mọi người ơi, đúng không ạ? Đó, thì cây hạnh tiên thảo màu tím này thì nó rất là đẹp rồi, nó cũng khá là
đẹp mắt và nó rất là hiếm luôn ấy mọi người ơi. Nó độc đáo, nó khác với những cái loài khác là nó có màu tím, nhưng nó không có đặc trưng như là màu xanh hay là màu đỏ hay màu trắng, nó là màu tím nên là nó rất là khác biệt. Thì đó là một số cây mà mình chia sẻ với mọi người, thì mong là cái chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho mọi người có thể tìm hiểu được một số cây mà phù hợp với cả phong thủy hay là phù hợp với cả mệnh của mình, và mình thích cây nào thì mình có thể ebook ngay cho shop để shop có thể tư vấn cho mọi người kỹ hơn về các loại cây nhá mọi người. Và mình sẽ có rất là nhiều phần quà và nhiều cái chương trình khuyến mãi cho các bạn nào nhanh tay nhất. Và nếu mà mình có thể mua combo thì giá nó sẽ khá là rẻ, nó sẽ rẻ hơn và có rất là nhiều cái quà tặng khác nhau để mà tặng cho mọi người đó. Đó, chương trình Noel sắp đến rồi, bên mình có rất là nhiều món quà tặng cho mọi người đó mọi người ơi. Đó, cảm ơn mọi người rất nhiều.